Anh chào em. Anh làm chương trình ghép đôi với người đại ấy. Anh muốn mời em tham gia một số thì không biết là em có người yêu chưa? Em chưa. Em chưa. Anh thích một bạn nữ như nào? Anh làm chương trình ghép đôi ấy. Em muốn mời em tham gia một số ghép đôi hẹn hò. Em có người yêu chưa? Em chưa. Em chưa. Ok rồi, thế thì em đi ở đây vậy. Bây giờ em sẽ chạm vào tay bạn nữ. Mình phải chạm vào chiều cao, tóc tai xem là bạn ấy như nào đó. Đi gần một tí nữa. Đấy, đúng rồi, đưa tay lên. Em đoán bạn ấy có chiều cao khoảng mét bao nhiêu? 1m69. 1m69, 1m7 luôn à? Gần 1m7 cơ à? Gần 1m7. Ok, cao. Rồi. Đúng, nhưng mà đoán đúng anh ạ. Đoán đúng à? Đấy là móng dép nữa. Ok rồi, bây giờ em sẽ bỏ mắt ra và hai người chào nhau. Bắt tay một cái cho... Đúng rồi, làm quen nhau bắt... Ok rồi. Lần lượt mỗi người sẽ giới thiệu về bản thân nhé. Thì bạn nữ giới thiệu trước, em đứng lên một tí nào. Em tên là Ly. Em ở gốc ở Hà Nam. Hà Nam, em đến từ Hà Nam. Hiện tại đang làm việc hay là ở đâu? Hiện tại em đang ở Hà Nội ạ. Ở đây. Ok, bạn Nam giới thiệu đi. Mình tên là Hùng. Thì hiện tại mình đang học tại Hà Nội. Còn mình hiện tại đang sống ở Hà Giang. Thế hôm nay có mặt ở đây là đi chơi à? Là đi dạo thôi. Đi dạo à? Ok. Trùng hợp. Ok rồi. Nghe có vẻ hơi xa xa ấy nhỉ? Xa. Ngại xa. Không? Bình nếu thường. Mà yêu xa thì em có ngại không? Cái việc yêu xa thì cũng tùy do hai người thôi. Okay. Khi tiến tới kiểu ban đầu thì một trong hai người sẽ có một người nói okay chán cái gì đấy. À, cái quan trọng vẫn là do hai từ hai phía đúng từ không? Từ hai phía. Nếu mà có tình cảm thì tình cảm thì nó sẽ kiểu bền lâu hơn. Chưa hỏi tuổi. Chó đi. Bạn sinh năm bao nhiêu? Em bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? Em 21. 21 tuổi. Em bao nhiêu tuổi? Em 19 tuổi. Ok rồi. Thế em nghĩ sao về độ tuổi của bạn Nam mà có ảnh hưởng chưa? Không ạ. Không à? Ok rồi. Mà cảm nhận thấy bạn ấy nhỉ? Cơ bản là ngoại hình, ăn nói. Dạ, nói chung là được ạ. Thế trên thang điểm 10 em sẽ chấm bạn ấy bao nhiêu điểm trên 10? 10 điểm đi anh. 10 điểm, tuyệt đối luôn. Không nhưng. Nhưng hay không em chưa biết nữa. Cứ cho 10 điểm đi lấy tinh thần. À ok. Sau khi anh tiếp xúc bạn nữ ấy thì anh có hỏi bạn ấy rồi. Thì bạn ấy cũng chấm cho em một số điểm khá là cao mà không biết em cảm nhận thấy cô gái này như nào. Em thì thấy bạn ấy cũng dễ thương. Em nghĩ bạn ấy hướng nội hướng ngoại? Em nghĩ là hướng ngoại đấy. Hướng ngoại. Thế em hướng gì? Em hướng nội mà và cũng hướng ngoại. Em là bát tam. À hướng lung tung à? Hướng lung tung. Hướng lung tung ok. Em sẽ chấm bạn ấy bao nhiêu điểm trên thang điểm 10? Em thì 9/10. 9/10. Wow. Khá cao. Tại sao lại cao thế? Ấn tượng như nào? Ấn tượng đầu tiên là trông bạn ấy nhìn như 2 năm. Trẻ à? Trẻ. Đã bao giờ mà yêu một ai đó hơn tuổi chưa? Nói chung là hơn tuổi thì cũng có nhưng mà hơn 1 tuổi. Hơn 1 tuổi rồi. Lúc nãy bạn nữ có khen em là môi môi hồng. Thì là mình không hút thuốc hay gì ạ? Em không đụng đến mấy đồ kích thích. À không đúng, môi hồng. Ok hồng. Rồi. Thì mình sẽ đưa một thử thách cho các bạn đấy nhé. Okay. Bây giờ hai bạn sẽ nắm tay nhau và nhìn thẳng mắt nhau 10 giây. Bắt đầu nào. Hai tay nắm lấy nhau. Hai tay, không phải bắt tay, nắm nhau, nắm tay nhau. Đúng rồi. Ok, nhìn thẳng mắt nhau 10 giây nha. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nãy nhìn nhầm tóc đen. Hả? Nãy nhìn nhầm tóc đen. Nãy nhìn nhầm tóc đen à? Thế bây giờ tóc màu gì? Tóc màu giống em. À giống em à? Ok rồi. Ok, chúng ta bỏ tay được thôi. Bây giờ một thử thách trò chơi về thể lực nhá. Thì bạn nam sẽ bế bạn nữ và squat ít nhất là 5 cái. 10 cái. 10 cái à? Ok rồi. Ít nhất là 10 cái nha. Rồi, bế đi. Vào bế đi. Không bế mà.
Cái gì đây? Bế kiểu gì? Bế kiểu gì? Không, bế kiểu là hai chân kẹp vào hông xong rồi bế. Thôi rồi, cho bế kiểu kia, cho bế kiểu công chúa. Ok, bám vào cổ và vào ấy đi, đúng rồi, đấy, rồi lên. Sai. Rồi, dùng chân lên cho đỡ mỏi. Đấy, ok, vào số nào, 10 cái nha, bắt đầu. 1 3 rồi 4 Cố lên em. 5 6 10 cái nha. 7 Rất khỏe, rất khỏe. Ok. Sao em? Thấy anh ơi, 10 điểm. 10 điểm à? Khỏe quá à? Vâng. Ok rồi. Đây là cách đây thể lực cũng như là thực tế nhất đấy các bạn nhé. Bây giờ bạn ấy cũng đã gọi là trổ tài thể lực ấy, thì mình sẽ tương tác lại bạn Nam một chút chứ nhỉ? Dạ. Anh muốn em thơm vào cổ 5 giây. Không thì em phải làm cách nào đấy mà cái son môi của em ấy phải dính lên cổ bạn ấy. Hiểu chưa? Dạ. Hợp lý anh. Hợp lý. Vô. Bây giờ em sẽ dùng môi của mình, được chưa? Phải chạm vào 3 điểm trên gương mặt hoặc là cổ vai bạn ấy. Bắt đầu nào. Vào đâu cũng được anh. Vào đâu cũng được, miễn là phải dính môi ở trên đấy, dính cái vết son ở trên đấy. Nào. Một. Đâu dính luôn kìa. Ừ, tiếp đi em, tiếp đi em. Hai cái nữa, hai cái nữa. Không dính à? Không dính luôn. Son này báo quá báo rồi. Đấy rồi. Chưa có một vết son nào luôn. Lại đi. Không được. Không, bây giờ cho một cái, ý kiến là một dấu. Một cái phải dính nhá. Một cái phải dính. Nào. Đánh son lại đi. Thiệt là son lì không đi không? Lại đi. Ok. Ok rồi. Thôi tạm chấp nhận được các bạn nhá. Bây giờ anh sẽ cho em một thử thách là mình sẽ bị bịt mắt. Và sau đấy anh sẽ mời thêm hai bạn nữ, hai hoặc ba bạn nữ nữa, và em phải nhớ được bạn nữ này. Bạn ấy lát nữa em sẽ chọn bạn ấy ở trong những bạn nữ kia, được chưa? Rồi, bây giờ em có 5 giây để nhìn lại bạn nữ một lần nữa. Bắt đầu. 5 4 3 2 1 sau quay. Ok. Bây giờ là sẽ có ba bạn nữ tham gia, và bạn nam bạn ấy sẽ phải tìm ra bạn nữ vừa ghép đôi với bạn ấy là ai trong số 3 cô gái ở đây. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cho bạn Nam thử thách để xem bạn ấy có đoán đúng nhá. Em nghĩ bạn ấy đoán đúng không? Hên xui ạ. Bao nhiêu phần trăm? Hên xui luôn. Hên xui luôn? Vâng. Em nghĩ bao nhiêu phần trăm? 33%. 50%. 50% à? Ok rồi. Đứng trước mặt em là sẽ có 3 cô gái. Thì em nghĩ là bao nhiêu phần trăm tỷ lệ sẽ chọn đúng? 100%. 100%? Ok. Vì sao? Vì đã nhìn từ đôi mắt đấy. À, nhìn từ đôi mắt, bây giờ bịt mắt rồi đây này. Ok. Ok rồi. Rồi, vừa nãy em chỉ có 5 giây để ghi nhớ bạn nữ đúng không? Ok rồi. Thế em tiến lên phía trước nào. Anh sẽ tính cho em là từ bên vai bên này là vai bên trái. Ok. Bên phải, từ phải qua trái nhá. Bạn nữ đầu tiên và số 2 và số 3. Ok rồi, bạn nữ đầu tiên đấy ạ. Em sẽ được chạm vào tay. Là không được mở mắt. Đúng rồi, em bị mắt. Bạn em cho bạn ấy chạm vào tay. Tay chạm vai. Vai. Rồi. Bạn thứ hai ạ. Hả? Ok. Rồi bạn cuối cùng đi. Tôi lấn quả này không phải đâu. Ok rồi. Đừng sao quay. Em mở mình mắt đi. Ok. Thì 1, 2, 3. Từ phải qua trái. Bạn nữ mà vừa ghép đôi với em đứng ở vị trí bao nhiêu? Hả? Giữa.
khỏe đi. Chết rồi, này bảo 100% ạ. Ôi trời ơi. Từ từ ạ. Tại sao em nghĩ bạn ấy là vừa ghép đôi với em? Này, ném bạn ấy không mặc áo. Ném bạn không mặc áo à? Thế là bị lừa rồi. Người ta đã cho chạm tay, chạm vai. Em có để ý là tên tay bạn ấy đeo nhẫn không? Tay bạn nữ đeo nhẫn này. Chưa xin sờ đến chưa. Ui giời ơi, xong sờ. Ok rồi. Ờ, cảm ơn các bạn nhé. Ờ, giả áo. Ờ, tính ra thay mỗi áo thôi mà mất luôn người yêu rồi. Ok, đứng ngoài đây. Ờ, nói gì với bạn nữ khi mà mình vừa sai đi. À, thì nãy có chú Đức cảm nhận đầu tiên là sờ vào cái áo. À, sờ vào không có áo. Nên là... cái áo mà nữ kia mặc cũng trơn trơn như này đúng không? Trơn gì? À ok rồi. Nhưng mà chạm tay thì lúc nãy nếu em để ý vào nhẫn, nếu em để ý vào vòng tay hoặc là nhẫn thì em sẽ có khả năng tỷ lệ cao sẽ trúng hơn. À, ok. Em nói gì đi? Dạ, đen thôi, đỏ kem đi. À, đen thôi, đỏ kem đi. Ok rồi. À, mình nhắc lại lục quy, mình nhắc lại thì là nếu hai bạn đồng ý cho nhau cơ hội tìm hiểu. Được chưa? Nếu hai bạn đồng ý với nhau cơ hội tìm hiểu để chúng ta bắt đầu mối quan hệ nha. Hẹn hò với nhau thì chúng ta hãy quay lại nha. Đừng bỏ lỡ nhau nha. Ok, còn nếu cảm thấy đối phương không phải gu của mình, chưa phù hợp với mình thì chúng ta hãy bước đi luôn ạ. Sau 5 tiếng đếm. Đếm ngược nha. 5 4 3 2 1. Các bạn đưa quyết định nhỉ? Ok, rất là tiếc các bạn ơi. Thôi, đi luôn à? À, em buồn á. Ok rồi, không sao cả thì cho bạn nữ nói trước đi. Thì anh thấy em đứng im là em muốn quay lại hay là... Dạ, em xem bạn đi đâu. Em xem bạn đi đâu á? Dạ. Ok, bạn nam cảm thấy đối phương chưa phù hợp với mình à? À, thì thật ra là vẫn chưa muốn có, bây giờ hiện tại là chưa muốn có tại vì do công việc học tập nữa thì không, em nói lý do đấy từ chối, bây giờ em cứ hỏi thẳng đấy. Em có nói thẳng là bạn ấy cứ đúng với gu của em hay không? Nói chung đúng gu hay không thì cũng phải đến thời điểm đó, thời điểm là nó kiểu thích hợp thì hiện tại thì kiểu vẫn muốn làm bạn thôi. Ok,